Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài 12 năm, vì sao Tô Đại không biết. Quy mô và tầm mức của vụ án tham nhũng Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là một vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay. Số tiền chiếm đoạt của bà Lan và đồng bọn lên tới hàng tỷ đô la. Sau đó, bà Lan đem đi đầu tư mua gom bất động sản trong nước và chuyển một phần không nhỏ ra nước ngoài. Do vụ án quá lớn, số lượng bị can, cá nhân, tổ chức liên quan quá lớn, nên Bộ Công an đã quyết định mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này. Bà trùm Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mới nhất, truyền thông Hồng Kông đưa tin phanh phui thêm một vụ tẩu tán tài sản của gia đình bà Trương Mỹ Lan. Báo Minh Thiên Địa, một tờ báo chuyên về bất động sản châu Á cho biết, gia đình của bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan hiện ngồi tù, đã bán một tòa nhà văn phòng hạng A ở trung tâm Hồng Kông cho một ông trùm công nghệ Đài Loan, với giá được báo là 6,4 tỷ đô la Hồng Kông, tức là tương đương khoảng 819 triệu đô la. Theo tờ báo Minh Thiên Địa, thương vụ vừa kể trên vợ chồng Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan, những người từng xây dựng hàng loạt danh mục bất động sản Hồng Kông, ước tính trị giá hơn 16 tỷ đô la Hồng Kông. Sự việc này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Với các công ty được kiểm soát bởi những cá nhân, trong đó có con gái của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan Chu Lập Cơ là cô Chu Diệt Hằng. Được biết, tòa nhà vừa kể đã được bán với giá giảm khoảng từ 30% đến 35% so với mức đỉnh điểm vào quý 4 năm 2018. Trên danh nghĩa một doanh nhân kinh doanh bất động sản, ông Chu Lập Cơ còn sở hữu một số bất động sản ở Hồng Kông và Singapore. Báo Minh Thiên Địa tiết lộ, tháng 11 năm 2023, Vivaland có trụ sở tại Singapore từng liên kết với tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã bán khách sạn Telegraph ở Singapore với giá khoảng 170 triệu đô la Singapore, tức là tương đương 133 triệu US đô la, chấp nhận khoản lỗ ước tính 70 triệu đô la Singapore. Báo chí Hồng Kông đánh giá rằng quy mô vụ tham nhũng của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát là kinh khủng. Nó tương đương 3% GDP của Việt Nam. Công an Việt Nam đã bắt đầu theo dõi số tiền bất chính của bà Trương Mỹ Lan vào thời điểm gia đình bà Trương Mỹ Lan hối hả tẩu tán tài sản, cả Việt Nam lẫn ở nước ngoài. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết bà Trương Mỹ Lan đã thao túng rút ruột ngân hàng SCB, gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,5 tỷ đô la. Công luận nghi vấn và đặt câu hỏi, vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành suốt một thời gian dài, kể cả chuyển một số lượng tiền bạc không nhỏ như vậy, mà không hề bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo trước đó của truyền thông nhà nước và quốc tế, nhưng vụ việc không được xem xét ngay. Hồ sơ Panama, vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 5 năm 2016, thì Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế trong hồ sơ Panama có tên Trương Mỹ Lan và Eric Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Đó là chưa kể các thủ đoạn trong việc mua bán tài sản, cổ phần của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan theo đúng cách thức của các băng đảng mafia để mà phục vụ cho việc rửa tiền. Tới mức các giao dịch không cần là giấy tờ hợp pháp, tất cả chỉ bằng niềm tin và được ràng buộc bằng luật của thế giới ngầm. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã đưa ra những con số thiệt hại khủng khiếp cả về mức độ và quy mô. Số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng bọn rút ruột từ ngân hàng SCB là hơn 300.000 tỷ đồng, gấp 3 lần tổng mức đầu tư sân bay Long Thành hay gấp 7 lần vốn của 12 dự án cao tốc Bắc Nam. Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước ông Lê Minh Hưng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào tháng 12 năm 2023 đặt câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam đã không khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có các quan chức cấp cao của chính phủ hay ngân hàng nhà nước bị xử lý kỷ luật. Và tại sao bộ máy an ninh kinh tế và hệ thống tình báo của Việt Nam hơn 12 năm không phát hiện ra sai phạm để mà sớm xử lý? Giới quan sát trong nước và quốc tế đã đưa ra các bình luận
bày tỏ sự e ngại và lo lắng cho năng lực quản trị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi để thất thoát tới hơn một nửa triệu tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan lừa đảo trong vòng 10 năm qua. Vậy tại sao trách nhiệm của các thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng đến bây giờ vẫn không được điều tra để mà làm rõ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin hôm nay: Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài trong vòng 12 năm, vì sao Tô Đại không biết? Giải pháp để Tổng Trọng hết giật mình khi nghe còi hụ và chịu rời ghế. Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất bại là điều biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng vấn đề cấp thiết hiện nay là liệu có giải pháp nào để vượt qua hay tối thiểu? Các lãnh đạo Việt Nam ở mọi tầng lớp, mọi cấp, từ trung ương đến địa phương bơn bớt chuyện ăn không từ thứ gì của dân hay không? Cần phải thừa nhận tham nhũng ở nước nào cũng có, đây là vấn nạn chung của toàn cầu. Giải pháp chống tham nhũng thì có rất nhiều, nhưng áp dụng được hay không lại là vấn đề thể chế ở mỗi quốc gia. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam: chỉ số nhận thức tham nhũng vào năm 2023 của Việt Nam trên bảng xếp hạng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố vào ngày 30 tháng 1 đã tụt hạng so với năm trước. Cụ thể, năm 2023, xếp hạng của Việt Nam tụt xuống hạng 83 trên danh sách 180 quốc gia so với hạng 77 trong năm 2022. Theo giới quan sát, chỉ số nhận thức tham nhũng của Việt Nam tụt hạng khi công cuộc đốt lò chống tham nhũng của Tổng Trọng hoạt động hết công suất. Theo tổng kết của Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng vào ngày 1 tháng 2 cho biết, kết quả chống tham nhũng trong năm 2023 cụ thể như sau. Trong năm 2023, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật 606 tổ chức đảng và 24.162 đảng viên. Số lượng đảng viên bị kỷ luật vào năm 2023 đã tăng 12% so với năm 2022. Số đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng là 459 người. 8.863 đảng viên bị kỷ luật do suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đã kỷ luật 105 người thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật, khởi tố, bắt giam do liên quan đến tham nhũng. Điều đó cho thấy công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng trong hơn 8 năm qua đã thực sự lâm vào bế tắc. Càng chống, tham nhũng càng tăng, chứ không hề có dấu hiệu suy giảm nào cả. Công luận cho rằng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng tăng theo cấp số nhân. Ví dụ, nấm mọc sau mưa mà không có hồi kết, đó là một mô hình tham nhũng của Đảng hiện nay. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Công cuộc đốt lò của Tổng Trọng thực chất là bản sao của chính sách đà hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Song trên thực tế, công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc đã đạt được kết quả đáng kể, vượt xa Việt Nam. Việc ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và phụ trách công tác nội chính của Trung Quốc mà còn bị Tập Cận Bình cho bắt giam thì thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh rất mạnh tay. Ngược lại, ở Việt Nam, công cuộc đốt lò của Tổng Trọng chỉ nói nhiều chứ không làm mạnh. Ông Trọng đã nhiều lần tuyên bố rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Nhưng thực tế, ông né tránh vùng cấm rất nhiều. Thậm chí, ngay từ đầu, ông Trọng đã chặn họng các cơ quan chống tham nhũng bằng chỉ thị đánh chuột không để vỡ bình. Để giải cứu cho các quan tham, Tổng Trọng đã đưa ra chủ trương nhân văn như cán bộ nào đã có sai phạm rồi, tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng thì mới là tốt. Cách trước hết tất cả mới là tốt. Vậy thì hỏi làm sao Việt Nam có thể chống tham nhũng cho được? Tài sản tham nhũng của các quan tham được cơ quan công an thu hồi. Nhà báo Lưu Trọng Văn mới đây đã có một status đăng trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề "Hết giật mình khi nghe còi hụ". Bài viết bàn về việc phải làm sao để tiêu diệt triệt để vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam. Tác giả Lưu Trọng Văn đưa ra đề xuất như sau: tham nhũng là vấn đề khó giải quyết vì nhiều yếu tố thời cuộc do cơ chế để lại, vì vậy nên xóa bài làm lại. Tính thời điểm nào đó sẽ không hồi tố tội tham nhũng bất cứ ai nếu tự nộp toàn bộ số tiền hối lộ tham nhũng và quy tiền hối lộ tham nhũng, tên của người nộp này được cam kết giữ bí mật. Sau thời điểm đó, bất cứ ai bị phát hiện không nộp đầy đủ tiền hối lộ tham nhũng thì sẽ bị truy tố với án thật nghiêm khắc. Nếu trên 500 triệu thì bị đi tù 20 năm đến chung thân, trên 1 tỷ thì bị tử hình.
và cũng tính tới thời điểm đó, bất cứ ai nhận hối lộ tham nhũng trên 1 tỷ đều tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản bất chính. Vẫn theo ông Lưu Trọng Văn, bảo đảm bác cả, tức là ông Trọng, khỏi vất vả đốt lò. Hơn nữa, bất cứ ai từng nhúng chàm khỏi cả đời nơm nớp lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên, nghe xe còi hụ là giật mình, toát mồ hôi. Công luận thấy rằng đề xuất của nhà báo Lưu Trọng Văn hầu như gãi đúng chỗ ngứa của Tổng Trọng, bởi chính ông Trọng cũng đang ở trong tâm thế nơm nớp không kém bất kỳ quan tham nào. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ ngồi lì không chịu dứt ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí Thư cũng bởi lý do như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin giải pháp để Tổng Trọng hết giật mình khi nghe còi hụ và chịu rời khỏi ghế. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.